Ừ. Không. Ừ. Khỏi khỏi để đi để. Hello tất cả mọi người. Mấy bạn ơi, mấy bạn chia sẻ livestream đi. Tại vì bây giờ nha, mình sẽ chơi trò đoán số nha. Bạn nào đoán trúng được hai số trên cái tờ đô này của mình thì á hả, mình sẽ đó nè nha. Nè, trên mỗi tờ đô nó đều có số nha. Bây giờ mình sẽ rút một tờ nha. Bây giờ bắt đầu mọi người comment cho mình hai con số đi. Bạn nào đoán đúng được hai con số của cái tờ đô này nha thì bạn đó sẽ nhận ngay một cái vòng hút vận. À, cho chị Hương cái vòng hút vận Thanh ơi. Nhận ngay một cái vòng hút vận bên mình nha, số lượng không có hạn. Chỉ cần chia sẻ trên 50 hội nhóm, thấy con nha, thấy tất cả mọi người. Chỉ cần chia sẻ lên trên 50 hội nhóm nha thì sẽ nhận ngay một cái vòng hút vận bên mình nha. Vòng hút vận bên mình full boss luôn nha mấy bạn. Sẽ nhận ngay được một cái vòng hút vận số lượng không có hạn, 74 không đúng nha. Tiếp tục comment cho chị, tiếp tục comment nha. Bạn nào chia sẻ rồi comment số lên cho chị nha. Comment số lên cho chị nha. Tại vì hôm nay sẽ tặng quà lớn luôn nha. Mình tặng vòng hút vận nha. Vòng hút vận cho mọi người nha. Mấy bạn có thể, mình có thể tặng vòng hút vận cho mọi người nha. Mấy bạn chia sẻ mạnh lên cho mình. Chia sẻ mạnh lên bé Thanh. Bé Thanh ơi, nói chị không nói nghe nè. Em làm sao móc này cho dính vô luôn rồi. Ờ nó dính rồi nè, coi cưng. Cũng khủng ghê. Trời ơi, Thanh, chị đang thương cưng mà. Đây nha, vòng hút vận nha. Mấy bạn chia sẻ nhiều lên nha. Tại vì đây là quà mấy mình tặng cho mọi người nha. Vòng này đeo có thể ngảy người được xui xẻo và rất nhiều. Thế mà gọi là vận không có may. Mọi người chia sẻ livestream nha. Chia sẻ 14 không đúng nha. Chưa thấy số đúng nha. Bé Chi hay đứa nào ra đây phụ. Thôi thôi đứa nào không được ta. Thôi ngọn nó đi. 08 chưa đúng nha. Đoán số nha mấy bạn ơi. Con số nằm trên tờ đô đi nha mấy bạn. Bạn nào comment đúng, chia sẻ, nhắn tin qua cho Hương là sẽ nhận được. Anh Phúc phụ em này đi. Đoán số nha, đoán số nha. Nè bây giờ anh dò, anh coi cái số trên tờ đô nè. Anh dò coi ai trúng, anh đọc tên lên. 20 là con số gần đúng nha. Rồi đem cầm cho. Anh chỉ dò trong cái màn hình thôi, anh hiểu không? Thì nhớ số không? Nè, hai số cuối nè. Rồi nha mấy bạn chia. 25 Mai Thị Phương Anh trúng rồi nha. Mai Thị Phương Anh, bạn trúng được một cái dòng hút giận rồi nha. Số 25 nè. Bây giờ Mai Thị Phương Anh nhắn tin qua cho bên mình, chụp lại cái comment đi. Chụp lại comment. 25 trúng rồi nha. Bây giờ nha, mình sẽ chơi tiếp một tờ khác nha. 25 rồi, đã có người trúng rồi nha. 25 Mai Thị Phương Anh trúng rồi. Bây giờ bỏ tờ này qua đi, trúng rồi. Bây giờ là một tờ khác nha. Tờ này đeo thấy số kìa mẹ. Mai Thị Phương Anh trúng rồi nha em ơi. Rồi bây giờ là một tờ số khác nha. Bạn nào có nhắn comment nhanh lên số cho mình nhé bạn. 25 hồi nãy Mai Thị Phương Anh trúng rồi. Mai Thị Phương Anh ơi, sale lên mấy cái hội nhóm chưa, chụp hình gửi qua cho bên chị để nhận tiền nha Mai Thị Phương Anh. Bây giờ đoán tiếp tờ thứ hai. Nguyễn Thị Thu Hiếu anh bóc qua bên chị nha mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, bây giờ đoán tiếp tờ thứ hai nha. Đây là tờ đô thứ hai, mấy bạn đoán tiếp cho mình nha. Mai Thị Phương Hiếu anh bóc qua cho bên chị mấy bạn ơi. Tại vì hiện tại cái Facebook của Hương nó rất là bị chập chờn, tại vì cứ bị hack chứ bị báo cáo hoài đó, không có mà không có thường xuyên được. Cho nên mọi người ơi, hãy kết bạn với Zalo của mình.
kết bạn Zalo, tại vì bên đó bạn sẽ gặp mình thường xuyên hơn nha. Và đặc biệt nha, hai số cuối của tờ đô nha, hai số cuối, bạn nào đoán giùm mình hai số cuối của tờ đô nha. Đoán hồi nãy có bạn may 01 chưa chính xác nha, Vũ Thị Ngọc Hân. Và ở đây mình sẽ nói luôn mấy bạn ơi, chia sẻ mạnh lên 50 hội nhóm và đoán để nhận đi nha. Vòng hút phận là quà tặng cho cái live stream này nha. Mình á rất là thương mọi người cho nên live nào cũng có quà tặng hết, không sáo không phải nha. Mấy bạn ơi, muốn mua hàng, muốn đặt hàng nhanh liên hệ với bên mình nha. Đặt hàng nhanh nha, liên hệ với bên mình, kết bạn với Zalo nha. Tại vì Facebook mình nó rất là chập chờn nha mấy bạn. Mấy bạn ơi, liên hệ trực tiếp để nhận vòng nha. Và đặc biệt vòng hút vận này tặng cho những bạn nào may mắn nhất nha. Và hiện tại đã có một người trúng vòng hút vận rồi, 43, chưa phải con số nha bạn ơi. Số này là một con số hơi lớn nha. Số này là một con số hơi lớn nha, số lớn nha, Thanh Ngân chưa đúng luôn. 07 không đúng nha Vlive, chị Hương nói rồi, số này là một con số hơi lớn nha mấy bạn. Số này là một con số hơi lớn. Và đặc biệt nha, lọc mà mình tặng nó cho mọi người may mắn như nhau nha. Nè, chuẩn bị đi sẵn tới nè. Nghe đi. 39 chưa đúng, 17 chưa đúng, 29 chưa đúng. Uổng sớm đi đâu vậy? Hiện tại chưa đúng con số của Hương nha mấy bạn. Chia sẻ lên nha, 96. Lùi xuống chút nữa bạn ơi, gần đúng rồi nha, 96 là gần đúng nha. Bạn nào may mắn là sẽ nhận được nha, vòng hút vận bên mình giá là 700.000, nhưng mà tại vì livestream này mình sẽ tặng cho những bạn nào may mắn nhất để cho bạn đẩy được cái vận xui nha. Và mình nói luôn, đây là combo duy nhất bên mình, chỉ có 30 combo thôi mấy bạn. Đây là một cái combo, khi mấy bạn mua cái nhẫn xoay vận này sẽ được tặng luôn nhẫn hồ ly. Đây nha mấy bạn, nhìn chiếc nhẫn này nè. Các bạn thấy nó xoay không? Mỗi khi mà mình có chuyện xui trong cuộc sống hoặc là những cái gì đó không may mắn, mình có thể xoay vận được nha. Đây, chỉ cần đang bị ế khách xoay một cái là khách nó vô ào ào. 90 chưa đúng luôn, 90 chưa đúng nha, nhỏ hơn. 94 chưa đúng, nhỏ hơn bạn ơi. Số này nhỏ hơn nha. Gợi ý luôn nè, nó thuộc hàng 7 nha. Gợi ý luôn, nó thuộc hàng 7. Cái này là tại vì mình muốn phát lộc cho mọi người, cho nên là mình tặng nha. Phát lộc cho mọi người nha, con số 7 đầu nha. 95 không đúng, 98 không đúng, chị Hương đã gợi ý rồi, nó là con số 7 nha em ơi. Bạn nào may mắn số 2 nhanh lên. 92 không đúng, nó thuộc hàng 7 mấy bạn ơi. 95 không đúng luôn, nó thuộc hàng 7 mấy bạn à. Hàng 7 nha. 94 không đúng, nó thuộc hàng 7. Trời, tôi tức muốn đập đầu luôn vậy. Nó thuộc về hàng 7 nha mấy bạn. Số 7 nha, số 7 đôi nha. Bạn nào may mắn để nhận được quà tặng vòng hút vận, hồi nãy là có Nguyễn Thị Phương Anh trúng rồi nha. Nhắn tin qua bên chị, em ơi có ai nhắn tin Nguyễn Thị Phương Anh thì chốt vòng hút vận đi nha. Vì là quà tặng nên phí ship mấy bạn chịu dùm Hương nha. Phí ship là mấy bạn chịu nha. 78, lùi xuống nữa, 74 xuống nữa mấy bạn ơi. Bạn nào may mắn thứ hai để trúng đi mấy bạn ơi. Con số mấy đây? 72 gần đúng rồi. Chuột bé ơi, gần đúng rồi em ơi. 75 gần đúng, chưa đúng luôn. Gần đúng rồi nha, chưa đúng. 79 chưa luôn. 78, trời tôi tức quá muốn đập đầu luôn. Anh đọc lên luôn đi. Đinh Phương Thúy nha, Đinh Phương Thúy em trúng rồi nha. Đinh Phương Thúy tờ đô có số là 71. Đinh Phương Thúy ơi, chúc mừng em là người thứ hai đã trúng được cái vòng hút vận bên chị. Chi ghi tên giùm chị Hương đi chị. Đinh Phương Thúy. Không, con lấy tờ giấy con để kế chị, con ghi được kế con ghi luôn. Ủa sao vậy? Đinh Phương Thúy. Không, ghi tên Đinh Phương Thúy, lát con lấy ai nhắn tin qua Đinh Phương Thúy thì là người đó trúng được một cái vòng hút vận rồi đó. Hồi nãy cái đầu tiên là Ngô Thị Phương Anh. Rồi chưa? Ừ, thì người nào cũng trúng vòng hút vận hết đó, quà tặng của chị là vòng hút vận. Còn nha, những ai mà chồng bỏ, chồng chê hay chồng mèo mỡ, chồng muốn đi với cái gì đó mấy bạn đừng có lo, cứ cho nó đi thoải mái nha. Bây giờ nha, mình lựa một tờ nữa. Rồi ok, đây là tờ thứ ba nha. Tờ thứ ba mình đang cầm trên tay, bạn nào comment cứ comment nhanh đi nha. Tờ thứ ba mình đang cầm trên tay đây, mấy bạn cứ comment lên con số trúng nè, hạnh phúc dòm nè. Rồi nha mấy bạn, cứ việc comment lên nha. Bây giờ nha, mình nói luôn nha, đây là cái thủy tinh tình. Giá của thủy tinh tình này là 1,5 triệu. Những ai mà chồng bỏ, có vợ bé, vợ mọn, hơi sức đâu mà đi đánh ghen, mấy bạn hiểu không? Thời gian bây giờ thay vì đánh ghen nó đúng không, mình chỉ cần bỏ ra 1,5 triệu thôi. Mấy bạn biết sao không? Mình sử dụng cái này rất là dễ sử dụng. Bên trong nó nha, được sư thầy yểm có một cặp tình nhân như thế này nha. Mình sẽ thỉnh về dùng tay xoa và xoa lên môi hoặc là ngực của mình. Mấy bạn có tin không? Thằng đó trời ơi,
tự nhiên nó sẽ quay về, nó quỳ lụy mình ngay tức khắc và không cần phải ấy. 76, chị Hương chưa thấy được con số chính xác nha. Ừ đúng rồi cưng. Đúng. 42 chưa chính xác Bích Ngọc. Và mấy bạn ơi, tự nhiên nó sẽ quay về với mình nha. Nó quay về để làm chi? Nó năn nỉ mình, năn nỉ như một con chó luôn. Mình nói thiệt như vậy đó, mình tính mình nói thẳng ra là hơi bị thô nhưng mà thật, mấy bạn hiểu không? Và mình nói luôn nha, đặc biệt những ai mà bị chồng bỏ, chồng không thương hoặc là sau bao nhiêu năm. Mai Thị Phương Anh, Mai Thị Phương Anh nhắn tin qua bên chị đi, chút xíu bên chị sẽ đẹp nha. 46 chưa chính xác, 15 chưa chính xác. Tư vấn cho em cách làm ăn được. Muốn làm ăn được Bích Ngọc, em thỉnh cho chị combo vàng với lại cái tờ 2 đô mạ vàng này nè Bích Ngọc. Tại vì cái tờ đô này nè, là em biết không, chị bảo đảm với em luôn, sư thầy của Thái nói rằng sư thầy chỉ vẽ cho một mình chị. Đặc biệt là toàn nguyên cái Việt Nam này không ai có cái tờ đô này hết nha. Sư thầy chỉ vẽ cho một mình chị và được yểm vàng vào đây nha. Nó không giống bất kỳ tờ đô nào hết. Cái bé Chi, bé Thanh, tụi cưng đeo phone hết thì được rồi đó. Nha Thanh chị, đeo phone đi tại vì khúc này nó hơi bị rối rồi đó. Nè, cái chú mà trên cái tờ đô này có nghĩa là người sử dụng cái tờ đô này sẽ là một người may mắn cực kỳ nha. Giá của một cái tờ đô mạ vàng như thế này, giá của nó là 3,7 triệu. Còn tờ đô mà không mạ vàng giá là 1,7 triệu nha. 32, 14 chưa chính xác nha. Mình gợi ý cho mấy bạn luôn nè. Cái tờ đô này, cái số đầu của nó là số 6. Đó, là cho mấy bạn cùng đoán luôn đó. Mấy bạn bắt đầu bằng con số 6 đầu đi để mà trúng được cái vòng hút vận tiếp theo nha. Đây đã là hai bạn rồi, một bạn nữa nha. Vòng hút vận tiếp theo con số 6 nha. Con số 6 mấy bạn ơi, con số 6. Con số 6 vừa ra con mấy đi mà trúng thưởng đây. Con số 6, 56 không đúng nha. Số đầu là 6 nha. Bạn nào may mắn để tặng được cái vòng hút vận tiếp theo, con số 6 mấy bạn ơi, 88 không đúng nha. Và mình nói lại luôn nha, tất cả hàng tặng bên mình nha mấy bạn, nó may mắn y chang luôn. Mấy bạn có thể inbox cho Facebook Hồ Thị Xuân Hương là Facebook của mình để mà được chốt đơn hàng, hoặc inbox cho Facebook Hồ Ngọc Mai cũng được nha. Hồ Ngọc Mai là em gái của mình, hiểu không? Mà hiện tại bây giờ nó giàu quá rồi nên nó không có xài Facebook nữa, nên mình xài luôn mấy bạn ơi. 29 không chính xác. Mình đã nói rồi, con số đầu là con số 6, 60 là con số gần đúng. Nhích lên một chút nữa, 62 gần trúng rồi bạn Hoài Thương ơi. Một con số 66 không đúng nha. Bạn nào là bạn thứ ba may mắn sở hữu cái vòng hút vần 700 ngàn này đây. Bạn nào đây, 68 không đúng Bích Ngọc ơi, gán xuống một chút Bích Ngọc ơi. Không, con số đầu là con số 6, không phải là con số 79. 65 không đúng nha. Mình thấy comment bạn nào bằng đó trúng trước. 61 là con số gần trúng rồi nha Mai em ơi. Gần trúng em ơi, gần trúng. 66 xuống nữa đi em ơi. Chị nói mỏi miệng luôn nha. Và đặc biệt nha, những ai mà chồng bỏ, chồng không thương, Bích Ngọc nhích lên một số nữa bạn Bích Ngọc ơi. Đây nha, cái này gọi là thủy tinh tình. Đinh Phương Thúy, em trúng vòng hút vận rồi nha. 63 là cái con số của tờ đô này nha. Đinh Phương Thúy, trên tờ đô này có số 63. Chúc mừng em, ghi thêm tên Đinh Phương Thúy cho chị đi. Chị à, Đinh Phương Thúy. Đinh Phương Thúy hả? Đinh Phương Thúy trúng rồi. Rồi ok, bạn Đinh Phương Thúy trúng rồi, nhường cho bạn khác nha. Bạn nào comment nhanh tay con số 63 đi. Mình thấy là bạn đó trúng nha. Bạn nào nhanh tay lên. Bích Ngọc, rồi Bích Ngọc trúng nha. Ghi tên Bích Ngọc đi chị. Đưa cho thằng Sơn tờ giấy đi, cờ Sơn lấy giấy đó ghi tên những người trúng thưởng đi, không đọc cho ghi. Ba người rồi đó. Rồi nha. Những bạn có tên trong danh sách là gửi qua mình nha, mấy bạn sẽ nhận được một cái vòng hút vận nha. Vòng hút vận giá là 700k và hiện tại tặng không bán nha. Bạn nào mua thì bán, còn bạn nào ấy thì tặng nha. Còn với những ai vận xui mà làm ăn đồ bị ế khách thì mấy bạn ơi, thỉnh cho mình ngay một bó nhang này đi. Nhang này chỉ có 500k thôi, thầy vẽ tay sơn tại Thái nha, sơn từng cái cho nên nó sẽ khác hẳn. 2001 bạn đang xem, 2002 bạn đang xem, có vẻ mấy bạn thích quà tặng quá nhỉ. Mình nói luôn nha, chỉ duy nhất trong ngày hôm nay, bạn nào mua những xoay vận này, đó bạn thấy nó chiếu không? Trời nó chiếu, trời, nó muốn đuôi con mắt luôn vậy đó. Nha, chỉ duy nhất trong ngày hôm nay và đặc biệt không có nhiều đâu, chỉ có mấy chục cặp thôi. Mua những xoay vận ngày hôm nay sẽ được tặng những hồ ly nha. Và mình bảo đảm đây là hàng độc quyền bên mình, không chỗ nào có hết nha. Bây giờ sẽ tiếp theo là một con số mới mấy bạn ơi. Đây là một con số hơi lớn, đoán đầu đi mấy bạn ơi. Đoán đầu một con số hơi lớn, 2.000 người đang xem, một lát sập Facebook nữa cho tắt like quá. Mấy bạn ơi chia sẻ mạnh lên, thôi đừng chia sẻ nữa đi mấy má ơi. 2.000 người xem rồi. Mấy bạn ơi muốn mua hàng hay muốn cái gì đó nha,
bất cả những vấn đề mấy bạn muốn đánh đề, đánh banh hay muốn cái gì đó, mấy bạn thấy không? Khách thỉnh bên Hương trúng số gầm gầm gần gần, cho nên Facebook Hương cứ sập hoài không có chơi được. Cho nên mọi người ơi, liên hệ với 7 số hotline Zalo bên chị để mà có thể đặt hàng mua hàng được nha. Bây giờ mấy bạn đợi giùm mình một chút đi nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn muốn á thì phan đợi Hương chút xíu, đừng có hối. Thôi không được này đi. Mấy bạn ơi, mấy bạn muốn á thì mấy bạn liên hệ với bên Hương bằng 7 cái số Zalo mà trên Facebook của mình có đăng nha. Bây giờ mấy bạn đoán giùm Hương con số tiếp theo đi. Con số tiếp theo, cái tờ đôi mới cầm đúng rồi. Đây nha, đây nha. Con số tiếp theo là một con số mình che lại nha. Bạn nào trúng thì bạn đó sẽ thưởng nha. Một con số hơi lớn nha mấy bạn ơi. Vòng hút vận tiếp theo sẽ về tay ai nha. Còn đây nha, những bạn nào làm ăn thì thỉnh cho mình combo vàng. Giá của nó là 1,6 triệu. Nó độ về may mắn tại vì đây là thần tứ diện và nàng quốc vàng, là hai cái biểu tượng rất là linh thiêng ở Thái Lan. Bạn nào đã từng qua Thái rồi phải biết. Còn mấy bạn ơi, nhiều, rất là nhiều người qua Thái thỉnh, mấy bạn hiểu không? Mà giá thì mỗi nơi mỗi khác nhau. Tại sao mà có nhiều khách đó là họ thỉnh một cái vòng đeo tay giống như vậy nè, mà vòng mèo này nè, họ thỉnh có 200 ngàn, còn Hương thỉnh tới 470, là tại vì mọi người biết sao không? 90 là con số gần đúng nha. Tại vì mọi người biết sao không? Khi mà mình thỉnh, mình sơn qua 7 thầy, nghĩa là mình phải đi từng thầy mình bỏ tiền sơn cho thầy, cho nên nội lực của cái vòng rất là mạnh. Còn đây là dòng tình tiền, Nguyên, em trúng rồi nha, ghi tên Nguyên đi sơn. Nè, con số là 92, Nguyên ơi, em chúc mừng em đã trúng được một cái vòng hút vận tiếp theo nha Nguyên. Rồi, ok, ghi tên rồi nha. Mai thì Phương Anh rồi chốt hàng cho bé đó luôn đi, ghi là thu hộ 50 là tiền ship bé đó trả cho chị nha. Ừ, là tặng đó, cái đó hàng tặng đó. Bây giờ tiếp theo nha, bạn nào mà muốn giữ tiền á, đâu mẹ nó rồi, cái bóp chị đâu rồi, đây nè. Đó nè mấy bạn ơi, muốn giữ tiền nha, trong bóp mình luôn luôn có nha. Mấy bạn muốn giữ tiền, mấy bạn biết làm gì không? Đây nè, mình là bóp mình không bao giờ thiếu được nè. Đó, mình bỏ trong bóp mình vậy nè. Đây là một cái bí quyết giữ tiền. Ủa, nay em mới bỏ tờ 500 lên đâu rồi tao? Nay em bỏ 500 nghìn vô cái gì đúng không? Nè, đây cho nó thấy rõ. Nè nha, trong bóp mình luôn luôn để cái này là giữ tiền, mấy bạn biết không? Hồi trước mình là một người không có một cái gì cả. Từ khi mà thỉnh những cái phép phong thủy về, mình tin và mình ứng nha, bạn có tin không? Đây chỉ đơn giản, chỉ với 1 triệu bạc thôi, mình thỉnh hai cái lá này về, mình giữ tiền. Mà giờ đây mấy bạn có tin không? Mình có nhà bạc tỷ, có xe hơi và có tất cả những thứ trong cuộc sống này. Không có cái gì mà mình không có hết. Rồi nha, bạn Nguyên trúng rồi. Tiếp theo mình sẽ chơi tiếp nha mấy bạn nha. Đồ rất là nhiều nên quà rất còn nhiều cho mấy bạn nha. Rồi, lại một con số khác nha, một con số rất là đẹp. Mọi người ơi, mọi người hãy đoán số tiếp tục nha. Bạn, 4 bạn đã trúng vòng hút vận rồi. Vòng hút vận này nha, đeo vào tay rất là đẹp. Những bạn nào nhận được vòng hút vận chỉ thanh phí, thanh toán đúng 50 ngàn tiền ship thôi. Ngoài ra không, em mua combo vàng rồi, muốn bán online mạnh nữa thì mua cái gì? Em muốn bán online mạnh nữa đúng không? Em thỉnh cho chị combo làm ăn nha em. Combo làm ăn này giá của nó là 3,2 triệu. Nó vừa độ cho em về cả mà việc mà giống như là khi mà mình dướng dấp như những cái gì mà về đỏ đen, nó giúp cho em thắng và giúp cho em mua may bán đắt, giúp cho lời nói của em cho người khác nghe, hiểu không? Cái đó gọi là giống như là gọi chung là cái phép nói chuyện vậy đó nha. Còn em ơi, khi mà em đã đắt khách như vậy rồi, em cần phải có hộp gỗ để giữ khách lại cho chị nha. 68 không đúng, 67 không đúng, 69 không đúng nha bạn ơi. Mấy bạn chia sẻ đi, 60 mấy là con số không đúng, 34 không đúng nha. Nguyễn Tuyền ơi, tiếp tục tham gia trò chơi nha. Mai em 22 không đúng nha. Mấy bạn ơi, còn bạn nào chồng đang bỏ, chồng không thương gì đó thì có thể liên hệ với bên mình để mua cái này. Bạn nào mua được nha thì sẽ biết được nó rất là ấy luôn. Cho chị trai tinh dầu tình đi bé. Bé Thanh bé Chi gì ơi, bé Thanh bé Chi cho chị Hương trai tinh dầu tình. Sơn đứng dậy lấy cho Hương trai tinh dầu tình đi. Tinh dầu tình đây nha, này là combo hồ ly nức lòng fan hâm mộ nha. Tinh dầu tình và cái này là một cái combo nha mấy bạn. Combo này gọi là combo giữ chồng nha. Giá của nó là, mở cái giùm em đi. Trời không, mấy đứa mấy bạn quà tặng thì cứ đưa địa chỉ ship. Combo giữ chồng nha, đặc biệt nha. Đây là combo giữ chồng, giá của nó là 2 triệu nha. Và mình đảm bảo nhận được 6 triệu tiền chuyển khoản nha em ơi. 6 triệu tiền chuyển khoản. Combo giữ chồng nha. Combo giữ chồng 86 không đúng nha. 86, 79 không đúng nha.
combo giữ chồng. Bây giờ bạn nào may mắn tiếp theo là bạn thứ 5 để sở hữu được cái vòng hút vận này đây. Đây nha, mình sẽ nói cho mấy bạn nghe nha. Combo giữ chồng là như thế nào. Ngày trước chồng mình nó cũng đi chơi này nọ, nó kiểu như không có quan tâm mấy bạn. Từ ngày mà mình gặp sư, sư mới tặng cho mình một cái bộ combo giữ chồng nha. Nó gồm một chai tinh dầu tình và một cái thủy tinh như thế này. Mấy bạn có biết không, từ khi thỉnh cái này về chồng mình mới đắm mình luôn, không còn đi chơi nữa. Làm bao nhiêu tiền trời ơi đưa cho mình hết. Rồi bây giờ mình đã giàu rồi, càng giàu thêm. Tại vì tiền mình rồi đã giờ thêm tiền chồng nữa, đâu có cách nào đâu. Mà mấy bạn biết không, bạn nào mà chồng tụ tập bạn bè đi chơi gái gú các kiểu, chỉ cần bỏ ra đúng 2 triệu thôi. Em ơi, đây là combo giữ chồng nè Thanh với Chi. Combo giữ chồng 2 triệu nha. Chỉ cần bỏ ra đúng 2 triệu thôi. Trời ơi, thỉnh ngay cái combo giữ chồng này về, nó mê đắm, nó ngồi ở nhà không, mà không cần phải làm cái gì cả nha. Còn bạn nào muốn mua hàng, muốn cái gì đó cứ nhắn tin cho bên mình nha, hoặc là gọi điện thoại hotline trực tiếp với bên mình luôn nha. Bạn đợi xíu. 6 triệu mấy chị đang like chị không thấy được. Bạn đợi hơn xíu đi. Anh Phú, anh Phú. Ủa lộn. Đọc cho kỹ cái này, hiểu không? Đọc cho kỹ cái này nè. Xong anh ghi ở đây. Nhưng mà Phan post lên, hiểu không? Ghi lời y chén này, ghi vô đây xong đưa cho em. Phan post. Đô gì bé Chi? Đô. Nè đô hút vàng, nè đô hút vàng 3,7 triệu nha. Nè chị đô cưng nè, ghi dây chèn gì Phan bót lên nha. 64 không đúng nha, con gần đúng rồi mấy bạn ơi, đoán cho đúng đi. Chị gợi ý nha, nó thuộc con số 6 đầu luôn đó. Rồi bạn đoán đi, gợi ý cho mấy bạn trúng luôn đó. Chơi vậy thôi chứ muốn gì nữa. Trời ơi, tôi thương fan của tôi quá trời. Tôi muốn mọi người đều giàu giống như là tôi. Sell trên 50 hội nhóm và đoán 2 số cuối của tờ 2 USD nhận ngay vòng hút vận xui nha. Đó mấy bạn xe trên. Mà phải quan trọng là bạn có xe không nha mới nhận được vòng nha. Mình là có chơi, có thưởng, có quà tặng, có tất cả cho mọi người nha mấy bạn. Mấy bạn không có phải lo một cái vấn đề gì hết. Mấy bạn chỉ việc nhận quà tặng thôi, chi phí để hương lo. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Ừ? 6 triệu mấy là 6 triệu là của Sài Gòn ship chỉ cho chị. Ủa vậy hả? À, uống khống vậy. 66 Suka, Suka. Bạn đã trúng rồi nha, ghi chữ Suka, Suka đi Sơn. Đây nha, vòng hút xui cái thứ 6 thuộc về bạn Suka, Suka. Bạn đã trúng cái vòng hút vận 700.000. Trời ơi, ngồi ở nhà chưa bực mới lạnh lên phà 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 phà. Chỉ việc bấm comment lên vậy thôi là nhận được vòng hút vận. Trời ơi, gặp Như Hương má mấy bữa mà bị chặn Facebook, nằm ở nhà phà phà chết mẹ luôn. Vậy nó bấm hoài có được cái vòng hút vận nào đâu. Tại vì đâu có ai đâu mà tặng, đúng không? Cho nên em mở Facebook ra tặng vòng hút vận cho mấy bạn nè. Đó, bây giờ tiếp theo nha. Ủa nguyên sắp tiền đô đâu hết rồi. Bây giờ nha mấy bạn, một bạn Suka Suka đã trúng rồi nha. Suka Suka hãy nhanh chóng lên liên hệ với bên Facebook của chị. Suka Suka em nhắn tin cho Facebook Hồ Ngọc Mai cũng được, hay là Hồ Thị Xuân Hương cái Facebook đang comment cũng được. Được chưa? Được chưa anh? Được cho em fan post lên nha. Rồi bây giờ tiếp theo nha. Từ từ. Đợi mình chút xíu bạn ơi, đừng hói, đừng hói. Từ từ. Mình cứ từ từ thôi. Mọi chuyện cứ để Hương lo. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết được ngày mai sau. Rồi đợi hơn chút xíu đi. Cần hối không? Biết mọi người nhớ Hương lắm. Tại vì bữa giờ Hương không có vô lên live.
cho nên mọi người rất là nhớ Hương. Bị ẩn rồi, tại sao chơi không công bằng bạn? Bạn đừng có nói như vậy, mình tức lắm. Bạn đưa Facebook đây mình tặng cho một cái vòng. Nói chứ cứ từ từ đi bạn, mình cứ từ từ, hiểu không? Mọi chuyện là đâu còn có đó. Bạn cứ chơi và bạn cứ bị trúng, tại vì phần thưởng là mình lo. Không sao nha, không trúng comment tiếp là sẽ trúng thôi, tại vì chị sẽ tặng mà, đừng lo. Mọi vấn đề là chị giải quyết hết nha mấy bạn. Mình chỉ việc like và comment lên thôi. Trời, máy lạnh nó nực quá vậy trời. Máy lạnh nực quá sao ơi. Sơn, máy lạnh nực quá. Ờ, Thảo AB Facebook của chị Hương bữa giờ bị khóa. Trời ơi, nằm ở nhà mấy bạn biết không? Buồn như một con chó. Tại vì biết sao không? Cái vấn đề là ngồi đếm tiền mà không ai tặng dòng hút giận. Trời ơi là trời. Bây giờ mở Facebook ra, bắt đầu tặng dòng hút giận cho mọi người nha. Tặng vòng hút vận cho mấy bạn nha. Xinh dễ sợ, đúng là người nổi tiếng. Không phải, chị nói em nghe nè, Nguyễn Vũ và An, cái gì á, đến với nhau cũng là cái duyên, em hiểu không? Khi mà em comment trước mà chị Hương không thấy comment của em thì có gì đâu. Nằm nhà nằm không làm gì, vô coi chị nói chuyện cho đỡ buồn. Em tiếp tục em bấm comment lên, hồi nãy em đéo được đúng không? Bây giờ em sẽ được. Nè nha, bây giờ tiếp theo sẽ là một con số tiếp theo, mấy bạn đoán đi. Đoán tiếp đi. Đây mình lựa số. Rồi nha, có số rồi nha, nhìn nha. Bây giờ nha, mình thấy bạn nào á comment được là bạn nó sẽ trúng một cái vòng hút vận tiếp theo nha. Quà tặng chị giá 700.000 nha mấy bạn. Vòng này dành cho những ai xui xẻo. Sơn, bấm điện thoại cho mày á, mày kêu chị Hương kêu mày đi về luôn, đi khỏi làm luôn. Điện thoại cho nó đó, chị Hương kêu mày về đi khỏi làm nữa. Chuột bé em comment tiếp đi, chị Hương sẽ tặng nha. Điện thoại nó đi, nói mày Diễn Hùng đi về luôn, đi khỏi này làm nữa hết á. Đúng xem Hồ Hiên không nói chuyện hết buồn thiệt. Bởi vì chị thương lắm, chị thương mà. Điện số kia của nó rồi. Em nhắn mà chị không đọc gì hết. Em tặng chị cái áo con này chị lấy không? Em tặng chị cái áo con nè. Áo con là áo gì em? Áo vú hả? Không, chị có nhiều lắm em. Đây nha, con số tiếp theo, bạn nào nhanh tay comment để sở hữu nha. Sở hữu nhanh tay lên nha mấy bạn. Sở hữu nhanh, điện số kia rồi. Số nó hay gì vậy? Điện thoại nhanh lên mấy bạn ơi. Bây giờ không nha, 50 là con số gần trúng rồi nha. Mấy bạn comment nhanh tay lên để mà có thể nhận được tiền nha. Ủa lộn, nhận được vòng nha. Nhận được vòng nha, vòng còn mắc hơn tiền luôn nha. Khi mà nhận... có, nãy giờ có ghi. Khi nhận chốt đơn cho Suka, Suka thu hộ 50 hết nha. Hello Nhi yêu dấu thì thu hộ 50 hết nha Thanh. Còn mấy bạn ơi, bạn nào chồng bỏ liên tay nhanh tay liên hệ mua cho Hương cái combo giữ chồng này. Giá chỉ có 2 triệu thôi nha. Đây là cái thủy tinh tình chuyên về duyên ăn nói, rất là đẹp. Mấy bạn nhìn kỹ đi, nó rất là đẹp, rất là... Nói chung là từ khi mà có cái này là mình không có còn sợ chồng mình gái gú hay là bè bạn hay là một cái gì hết. Tại vì mình lén mình dùng, mấy bạn hiểu không? Thì từ khi mà mình sử dụng cái này nè, chồng mình trời ơi, chỉ biết là mê đắm mình thôi. Nó ngồi nhà không. Cho nên mấy bạn ơi, bạn nào muốn mua hàng nhanh tay liên hệ với lại Facebook Hồ Xuân Hương, hoặc là mấy bạn có thể liên hệ với Facebook Hồ Ngọc Mai nha. Đó, bạn liên hệ nhanh tay lên nha. Bây giờ mình về Facebook mình like tao. Đang like Facebook mày mà. Thanh Chi. Dạ. Có tin nhắn không? Có. Nhiều không? Nhiều không? Tại vì do Facebook của mình buồn quá. Bây giờ tiếp tục đoán nha. 59, rồi chị thấy em rồi nha. Ly Si Will Hồng. Ly Si Will Hồng ghi tên đi Sơn. Em là người thứ 7 trúng được vòng hút vận bên chị nha. Ly Si Will Hồng. Con số trên tờ tiền này là số 59 nha. Ly Si Will Hồng.
em đã trúng được một cái vòng hút vận 700.000 nha. Vòng này là vòng hút vận nha mấy bạn. Đây là ly si wheel hồng. Đó, ly si wheel hồng, nhắn tin cho chị đi nha. Ly si wheel hồng ơi, em đã trúng được một cái vòng hút vận, chúc mừng em. Trời ơi, chị nói chị gầu lắm, chị ngồi ở nhà chị trông chờ chơi giải thưởng mà tụi nó tàn tặng ảo không. Còn đây là chị tặng thiệt nha mấy bạn ơi, tất cả mọi người luôn nha. Ai mà đang muốn đeo vòng phong thủy thỉnh ngay cho mình những cái vòng này. Mấy bạn có thấy không, mình sẽ nói ý nghĩa từng cái vòng cho mấy bạn coi nha. Vòng đầu tiên là vòng mèo quất tài lộc đây, còn vòng này vòng hoa mai lộc. Tết nhất tới là bạn nào cũng phải có một cái vòng hoa lộc này cho chị nha. Cái vòng hoa lộc này nha, nó xoay cánh quạt của nó, xoay tới đâu là quến khách tới đó, mấy bạn hiểu không? Quến khách quến tiền gì cho mình nha. Còn đây là cái vòng hồ ly, vòng này chuyên về tình cảm, còn đây là vòng tình tiền nè. Vòng tình tiền thì chiêu về cả tình và tiền. Còn đây nha mấy bạn, bên đây là nhẫn nha, nhẫn hút tiền và nhẫn xoay vận nè. Thấy nó xoay không? Rất là đẹp. Và đặc biệt nha, đây là những mặt hàng gọi là độc quyền bên mình nha. Tại vì thầy chỉ làm cho bên mình thôi, thầy không làm cho ai hết nha mấy bạn. Đời là... chúng rồi đó nha, em mua nhưng chưa may mắn lắm nên mua thêm tờ tiền vàng nữa phải không chị Hương Bích Ngọc? Em thỉnh thêm tờ tiền vàng 3 triệu 7 cho chị đi Bích Ngọc. Em thỉnh thêm cái tờ tiền vàng 3 triệu 7 đi. Bùa làm giàu này thì giá của nó là 3 triệu 8 nha. Bùa làm giàu giá là 3 triệu 8 nha. Vòng hoa lọc giá là 570 em ơi. Vòng này tết nhất bạn nào cũng phải có, và đặc biệt trái hàng bên chị nha. Vòng hoa lọc này giá là 570, còn vòng mèo này giá là 470 nha. Nha, còn đây là vòng tình tiền giá là 970.000. Vòng tình duyên thỉnh bao nhiêu? Vòng tình duyên thì bạn thỉnh cho chị vòng hồ ly chị đang đeo nè, vòng thứ ba nè, giá là 600.000 vòng hồ ly nha. Nhẫn phải không? Nhẫn này giá là 1.8 triệu, nhẫn này 1.7 triệu, nhẫn này 1.8 triệu. Còn combo nhẫn bên đây thì hai chiếc này luôn 1.7 triệu nha. Nè xoay nè. Đó, nè thấy xoay không? Nó thấy mày với Hùng nghĩ làm luôn được rồi đó mấy mày. Lần cuối cùng nha, không có cho đi đâu mua đồ kiểu này đâu nha. Ở nhà đơn hàng là quá trời, tụi bay kéo nhà tụi bay đi kiểu này không có được đâu á. Tao nói trước rồi đó, một đứa đi mua thì còn nói chứ đi kiểu này là không có cho làm nữa đâu. Đây nha, chị mốt đi ly một đứa chị không có cho kéo nhau đi vậy đâu nha. Ở nhà đơn hàng quá trời kìa. Vòng hoa lọc giá là 570 nha. Vòng hoa lọc giá là 570 nha. Chị thấy em nha, tao đang like trong Facebook mày, mày vô mày đừng có nhảy ra đó. Bán bùa làm giàu không cần gì, bán hàng để làm gì? Bạn Mỹ Hồ ơi, mình bán bùa làm giàu không cần làm gì cũng giàu. Nhưng mà bạn ơi, mình bán hàng là để mang tới may mắn cho mọi người, bạn hiểu không? Cái nào hút tiền mau nhất thì đó là vòng hoa lọc nha. Vòng hoa lọc hút tiền rất là lẹ nha. Vòng hoa lọc hút tiền cực kỳ và chị sợ luôn nha mấy bạn. Nó may mắn. Chị yêu ơi, phép gỗ dùng như thế nào? Em mua hồ gỗ được tặng đó. Phép gỗ là một cái tính vật linh thiêng bên mình mà mình đang bị cháy hàng không có còn, cho nên không có dám đăng lên nha. Đây nha, phép gỗ bên mình đây nha. Và đặc biệt mấy bạn ơi, khi thỉnh hàng một chiếc là mẹ biểu ơi. Mẹ biểu này lên sóng cái nào lại đây. Cô Linh cho lên sóng một phút đi rồi đi. Đây đây. Lên sóng cái rồi đi. Nhiều người nhớ con lắm nè, lại đây. Đó, này lớn rồi nè, đồ hồng nè, đứng dậy coi. Vòng hồ ly bằng vàng mã Thái nha, đứng dậy. Mày mặc qua đây coi. Đứng lên, hai mấy tuổi rồi. À đi rồi đi chơi. Trời ơi, mẹ cho đi chơi. À mẹ. Nè chip nè, chip này già rồi. Cô chị chọc thôi, cô chị đi đâu cô chị chọc. Đi chơi nha. 35 chưa phải là số đúng nha mấy bạn ơi, 35 chưa phải là số đúng nha. Chị ơi tình duyên bao nhiêu? Vòng hồ ly giá 600.000 nha. Vòng hồ ly giá 600.000 bây giờ là con số mới rồi mấy bạn comment cho chị. Cô Linh ơi, quậy nè. Cô Linh ơi, chiếc quậy nè. Đi tắm đi, mặc đồ mới đi. Nè, ngồi cú quá à. Không. Đó nha mấy bạn, đây là nhẫn xoay vận nha.
Và mấy bạn ơi, đặc biệt nha, bây giờ mình chơi đoán số tiếp nha. Muốn bán thì sao, giống cái mỏ cá dồ quá. Trúc Mai ơi, nhiều khi em biết không, dòng tộc gia đình nhà em cứ chết đi chết lại muốn có cái mỏ cá dồ như chị cũng không được đó Tuyết Mai à. Trời ơi, người chị đâu đẹp mà nói gì vô duyên quá vậy má. Hỏi sao tới giờ không có chồng nên giờ này nó đâu có thèm chịch bạn đâu, đúng không? Cho nên bạn mới có thời gian mà lên đây bằng comment cho chị hộp gỗ đi Hùng. Hùng, gỗ cao quá chứ gỗ thường. Đây nha, con số tiếp theo không phải là số đó nha. Mình đang giữ tờ tiền trong tay, bạn nào trúng là sẽ trúng vòng hút vận nha. Đây, hộp gỗ cao quát là đặc biệt, nguyên cái Việt Nam này chỉ có một mình có thôi nha. Hộp gỗ này giá là 1.400.000, độ tiền giữ tiền rất là manh, nhanh nhanh nha cho chị hộp gỗ lớn luôn cùng. Đây nha, bên trong một cái hộp như thế này là khi bạn đựng đầy là cả 100.000.000 rồi đó nha. Cái hộp gỗ này giá của nó là 1.400.000. Nhưng mà những bạn nào đó cũng có thể không có điều kiện cũng có thể thỉnh hộp gỗ này. Để xuống này giờ chứ. Hộp gỗ này giá là 800.000 nha. Mày bây giờ mày tập trung vô mày tư vấn đi, đeo tay phone cho mày tập trung mày tư vấn, mày quăng đơn qua cho thằng Sơn với Hùng làm đi. Đây nha, con số 33 chưa phải là số trúng nha. Hộp gỗ này thì 800.000 đựng tiền giữ tiền hút lực nhanh nha. Ngày trước khi mình chưa có tiền á, cái ngày đầu tiên mình thỉnh hộp gỗ là mình xài cái hộp gỗ 800 này. Bắt đầu tiền bạc nó về nhiều. Bắt đầu mình mới chuyển qua mình thỉnh cái hộp gỗ cao quá. Và giờ đây mấy bạn hiểu không? Khi mà tiền nó nhiều quá rồi, mấy bạn có tin không, mình thỉnh qua hộp gỗ này. Hộp gỗ dạng này giá là 2.200.000 một hộp và đặc biệt chỉ giới hạn có 37 hộp thôi, không có nhiều nha. 90 không đúng nha. Con số đúng 95 không đúng, chưa đúng số mấy bạn comment lên cho mình đi nha. Chưa đúng số của mình nha mấy bạn ơi.